Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay sau chiêu vlog nông nghiệp đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình cũng review chút cho tham khảo cái cà trên trường mình ươm nhá mọi người. Đây. Tại vì hôm trước thì vợ mình nó cho vào bi rồi nhưng mà nó không cắt bớt đi cái ngọn, nó dài quá, nó cho vào bi thì nó cong luôn ấy, mấy cái cây nó chưa có lá này, nó yếu rồi nhá mọi người. Đấy, mình cũng lấy lại mấy cái cây ra hết lá này thì mình cho vào chỗ cái bi bóng của mình ươm nhá. Tí mình đi nhổ cho mọi người thấy rễ của nó. Ví dụ nha, đây nha, đây nó yếu. Mấy cây này khỏe rồi nhưng mà cây này nó yếu, biết vì sao? Tại vì cái rễ nó bên trong nó cong lên, nó không lên nổi luôn ấy. Đây thấy chưa, nó cong như này thì mình cho lại khác cái giống của nó rồi, nhưng mà loại cây khác nữa, cây mấy cái cây nó tốt như này, nó khỏe như này, nó có lá thì mình cho lại. Đấy, mấy cái cây này thì nó yếu rồi tại vì nó cong quá. Nó hôm trước thì vợ mình cho vào bi nó không cắt đi cái ngọn này cho nó thấp tí. Đấy, nó cong à, thấy chưa, nó cong như này không bao giờ lên đâu. Có khi nó lên nhưng mà nó yếu, nó lâu. Sau này thì mình trồng trên vườn mình nó có hai rễ luôn á, nó thành hai rễ luôn, một rễ rồi nó thành hai rễ. Cây này cũng vậy nha. Đây, đấy, nó cong như này này, thấy chưa, nó cong như này làm sao mà lên được, đúng không? Tại nó ham rễ quá, rễ dài thì nó không bất đi. Cây này cũng vậy này, như này vẫn còn bỏ vào bi này, như này nếu mà mình thì mình không bao giờ bỏ luôn. Đấy, mấy cây nó lên tốt như này thì nó đẹp, đẹp lắm, rễ nó thẳng xuống thì nó khỏe cây với là nó mạnh nhá. Mình nhổ cho mọi người xem này, thấy chưa, nó thẳng cây như này này. Đấy, thẳng xuống rễ thì nó khỏe cây luôn, khỏe cây luôn này. Tí mình cắm lại cho mọi người thấy luôn. Mấy cái cây nó chưa ra lá thì tại vì nó yếu quá. Mấy cái đứa cây này thì nó khỏe thì nó lên rồi. Đây, mình nhổ cho mọi người xem luôn. Thấy chưa, nó cong như này là sao lên được. Đây, cong như này, này. Tại vì nó cong thì nó yếu, không bao giờ lên được. Đấy, thấy chưa, như này không lên được nhá, mình phải thay cây khác thôi. Cây mình ươm còn nhiều này. Đấy, cây mình ươm còn nhiều nhưng mà mình thay loại cái cây khác. Đây, mình cắm camera đây cho mọi người tham khảo. Mình cắm lại cái mấy cây nó yếu với là cây xấu này. Cắm trước thì mình tưới cho nó sau cũng được. Như này thì nếu mà mình không kiểm tra thì nếu mà đợt mùa mưa mình trồng nó yếu cây mình không lên được ấy. Yếu cây. Và thứ hai nữa nó không lên luôn. Đây, cây này cũng vậy này. Nó ham rề quá. Mình thắng như này mình phải cắt cho nó ngắn. Đấy, mình bẻ đi cái rễ nó cho nó ngắn. Mình cho xuống. Cho xuống thì mình lắp lại nha, cho nó lắp vào cho cái cốc của nó. Sau này nó
lên được. Hai rễ quá. Nếu mà không lắp lại cái chỗ cốc của nó thì sau này thì nó héo, nó không yếu, nó không không lên được, không lên luôn. Kiếm cây tốt tốt vào thì mình cắm vào nhé. Cây này nó yếu này. Cây nó không nở ra, nó còn hạt bên cây này thì nó yếu này. Tại vì nó cong quá. Đây, mình cho mọi người xem thôi. Thấy chưa? Rễ nó cong như này thì không bao giờ lên được. Mình trồng nó mùa mưa thì nó thành hai rễ luôn ấy. Nó không bao giờ lên như này đâu. Mình vứt được. Dài dài như này mình phải bẻ đi cái ngọn cho nó ngắn này. Đây, này, cho nó cứng cứng một chút. Khi nào nó có quả thì mình cũng quay lại vậy video cái giống mình ươm lại này, mọi người hãy xem nha. Giống lần này là giống chuẩn nhất, to bằng cái ngón tay này, hái nó mềm luôn, không chê gì hết. Cây này quan trọng nó có nước với là có phân là quá ok. Mình cứ cây nào mập mập thì mình cũng lấy lên mình cắm vào cho cái bì bóng của mình ghép nhé. À, bì bóng của mình ươm nhé. Quên nói kết. Đây, nó cong như này thì không bao giờ lên luôn, tại vì vợ mình trông nó không biết được. Nó cắm vào không biết. Mình cũng review cho mọi người xem này. Thấy chưa? Mọi người thấy cái này chưa? Nó cong như này thì làm sao mà lên được cái cây ca của mình ươm. Tại vì nếu mà mình thì mình cứ cắt bớt cái rễ của nó này. Đấy. Thứ nhất nó khỏe cây này, thứ hai nó manh này, nó lên cao lắm, như này thì không bao giờ lên chưa, như này làm sao lên được đó mọi người.
tại vì mình không biết sau này thì nó mình trồng nó mùa mưa thì không lên, nó xấu cây thì do mình cắm chỗ cái bì bóng của mình thôi, do mình cắm cái chỗ bì bóng của mình nó không để ý cái rễ của nó bên trong nó cong lên. Đấy. Thứ hai nữa là mình cắm thấp quá là nó không dư được cái độ ấm của nó, chết luôn, nó héo luôn. Mình cắm ở giữa cái bì bóng của mình, ví dụ bì bóng này mình cắm chỗ này, giữa ví dụ bì bóng mình cắm ở giữa đây này, nó mới chắc chắn được, nó mới tốt được. Làm như này thì làm sao ăn được? Đấy, mình cũng review sơ cho mọi người xem. Đây, cái này thì mình vứt luôn, mình không cần gì hết. Tí mình lấy cái loại này, qua lá mình cắm lại. Hai rễ như này, hai rễ như này thì mình cũng vứt luôn nha, đừng có cho vào bì bóng, nó yếu rồi. Mình kiếm một rễ thì mình cắm vào là được. Dài như này, dài như này mình cắt bớt, vứt đi, nó ngắn như thắng như này. Mình cắm vào nó mới chắc chắn đi. Cái thứ hai nó kiếm cái cốc cái này thì nó mập mập lên nó mới lên tốt nhé. Này nó cong như vậy. Nhiều loại cây sâu lắm. Vợ mình biết làm đi. Nói ươm cứ ươm vậy thôi, không biết làm được cái gì hết. Làm thì cũng để ý vào cái rễ của nó thì xấu nó yếu mà. Mình cầm đúng kỹ thuật của nó thì nó nhanh lên lắm. Cái thứ hai nó khỏe cây nữa. Cắt xuống lối trước, cắt một cắt sau. Cái này cây này là bả rễ luôn, bả rễ vứt đi luôn, không cho vào cái bì ươm của mình luôn, cho thì sau này cũng hiệu quả được. Kiếm cây nào thì một rễ là quan trọng nhất. Chỗ này mấy cây này còn nhiều ấy, cây nó xấu còn nhiều.
cắm thì cắm cẩn thận nha, đừng có cắm ấu. Cắm ấu thì sau này nó cong đi cái rễ của nó xấu. Mọi người hãy để ý nha, nếu mà cắm thì nó bóp chặt lại cái chỗ gốc cà của mình nhá, nó không héo. Có khi người ta không biết thì cắm xong rồi là bóp vào chỗ cái gốc cà của mình nó yếu. Cái thứ nhất là mình cho vào bì bông, là nhất là chiều nó mát, mình có cắm buổi sáng thì nắng cực kỳ luôn, nó soi lên cái cà của mình thì nó héo hết đó. Nhất là buổi chiều nó mát cây, thứ hai nó cứng cây cà của mình. Nha mọi người, mình cũng tạm dừng lại clip tại đây. Thì mình cũng review sơ cho mọi người tham khảo rồi, nhưng mà hiện tại thì mình cũng bận công việc quá nhiều quá. Nhưng mà mình cũng phải biết tắm, phải là mai mình cũng làm hết cái này. Thì do vì chiều nay thì gió nhiều quá, nhưng mà nó tắm sớm thì đỡ lạnh. Bye mọi người nha. Đây, mình cũng đi quay sơ cho mọi người xem. Cái này thì mới cây chưa. Cái này này, cây nó chưa ra. Cái hoa còn hạt thì nó yếu rồi nha mọi người. Đấy, mình phải lấy cây khác mình bỏ vào, thấy chưa? Giống như cây này nó chết luôn này. Tại vì do rễ nó cong quá, rễ nó cong nó không nổi lên thì nó chết luôn, thấy chưa? Cây này vậy này, cây nó rễ nó ra rồi, nó xấu, nó chết đi. Còn mấy cái khu này thì mình chưa cắm hết nha. Đây, còn nhiều lắm, tại vì lâu rồi nhưng mà nó không ra lá thì mình cũng phải đổi lại kia cây khác nữa, để nó không quả được đâu, mình phải lấy cây khác cắm vào. Còn cây mới không ra lá thì vứt đi. Đây mình vứt một đống này, thấy chưa, nhiều lắm ấy. Chỗ khu bên kia nó vứt lung tung luôn, một đống luôn. Bye mọi người nha, mọi người thấy hay và nhớ like và đăng ký kênh của mình nha. Thì mình cũng tạm dừng lại clip tại đây.